Chào năm anh. Con chào cô ạ. Hôm nay thì mình sẽ học về một bài mới, đó là học về phát âm. Vâng ok ạ. Không nhỉ? Vâng ạ. Thì hôm nay mình sẽ học phát âm về hai âm, đó là âm y ngắn và âm y dài. Thì về bản chất thì con nhìn thấy sự khác nhau đầu tiên mình nhìn thấy là gì nhỉ? Cái y dài thì nó có cái hai chấm đúng không ạ? Đúng rồi, còn y ngắn. Y ngắn thì nó là không có hai chấm. Thì đây, thẳng phiên âm trong tiếng Anh nó gồm có nguyên âm và phụ âm đúng không? Thế ví dụ, con có biết nguyên âm và phụ âm là thế nào không? Nguyên âm thì có phải là uể oải đúng không? Đúng rồi, đấy là trong tiếng phụ Việt. Phụ âm còn lại. Đúng rồi. Tuy nhiên thì có một điểm hơi khác so với tiếng Việt thì tiếng Anh nó có nhiều nguyên âm hơn, tức là không chỉ có uể oải, đúng không? Ví dụ như ngay chữ y thì mình đã thấy là có sự khác biệt là có y dài và có y ngắn, đúng không? Vâng. Thế còn về phụ âm thì nó khác với tiếng Việt một chút, đó là nó có những cái phụ âm ví dụ là nhờ hoặc là chờ, đúng không? Hoặc là chở. Vâng. Nó thì đấy là sự khác biệt. Thế thì hôm nay mình sẽ đi vào để phân biệt được thế nào là y dài và thế nào là y ngắn. Vâng ạ. Hình như cô được biết là năm anh là năm nay lớp 9 đúng không con? Vâng, năm nay con học lớp 9 ạ. Thế là mình chuẩn bị thi vào lớp 10. Và bài thi lớp 10 thì thường nó sẽ có hai câu đầu tiên trong đề thi, đó là phân biệt giữa các âm đúng không? Vâng ạ. Thì cái phân biệt giữa âm y dài và âm y ngắn là cái mà các bạn sẽ hay nhầm lẫn. Thì có gì qua bài học này thì mong là năm anh sẽ hiểu và nắm được để không bị nhầm lẫn nhé. Vâng ạ. Ok, thì mình sẽ bắt đầu nha. Rồi, con có nhìn thấy hai hình ảnh mà cô đang show không ạ? Con thấy ạ. Thì hình ảnh thứ nhất nó là những cô gái của đất nước nào đây? Đây là nước Nhật đúng không cô? Mặc nước Nhật. Kimono các thứ. Đúng rồi, chính xác. Thế còn ở bức ảnh thứ hai? Bức ảnh thứ hai là hình ảnh đúng không? Picture là chụp ảnh các thứ đúng không? Thế thì con nghĩ đâu là âm y dài, đâu là âm y ngắn và nó là ở chỗ nào ở trong từ? Ở dụng là, đầu tiên đã nào? Là Japanese là có phải là... con không biết là y dài y ngắn nhưng mà nó đọc là y đúng không ạ? Japanese... đúng rồi. Chắc chắn là mình đang học với âm y thì kiểu gì nó cũng phải có âm y trong từ rồi đúng không? Vâng. Nhưng mà vừa nãy con có đọc là Japanese đúng không? Thì mình vâng thấy là nó kéo dài hơn, đúng không nhỉ? Vâng ạ. Và phát âm chuẩn nó sẽ là Japanese. Japanese. Năm anh đọc lại cho cô nào. Japanese. Japanese. Đúng rồi, chính xác. Thế còn với bức ảnh thứ hai là cô gái đang chụp ảnh đúng không nhỉ? Vâng ạ. Thì nó sẽ đọc là picture. Chính xác, picture đúng không? Picture. Vâng. Có thấy được sự khác biệt hơi giữa hai từ này không? Có vẻ như là cái bên trái đọc nó kéo ra một chút, đọc nó ngân ra một chút đấy ạ. Đúng rồi, chính xác. Đấy là sự khác biệt cơ bản đúng không? Thì ngay từ tên gọi mình đã thấy nó khác nhau rồi về cái trường độ của cái âm rồi đúng không? Vâng. Y dài thì sẽ kéo dài hơn, còn y ngắn thì mình đọc ngắn đi đúng không? Vâng ạ. Cho thêm một ví dụ để Nam Anh có thể dễ phân biệt hơn. Nào, hình ảnh bên trái là ai đây nhỉ? Đây là cảnh sát. Cảnh sát. Bình thường con đọc cảnh sát thì tiếng Anh là gì nhỉ? Này là Bully. Bully à? Bully. Thế thì nó, anh con đọc cái gì nó khác gì với từ làm ơn please? Nó khác gì nhau? Hai cái này có đồng âm không ạ? Con nghĩ xem có đồng âm không? Con nghĩ là từ... có. Đọc nó cũng giống nhau. Con biết từ làm ơn đúng không? Vâng, là please. Please, nó chỉ có một âm tiết thôi đúng không? Vâng. Nhưng mà đối với từ cảnh sát này, về mặt chữ cái, về mặt chữ thì mình đã nhìn thấy là nó có mấy âm tiết nhỉ? Cái này đọc là please là hai hay đúng không ạ? Hai âm tiết. Nhưng mà mình sẽ không đọc hẳn là ra như tiếng Việt như thế nhá. Vâng. Ví dụ người nước ngoài nó sẽ đọc là please. Please. Kéo dài cái âm đằng sau ra, vậy thì nó là y ngắn hay y dài nhỉ Nam Anh? Cái này là y dài ạ.
Ừ, chính xác. Thế còn hình ảnh thứ hai? Cái này là vé xem phim, Ừ. chích chích kịch, chích Thích kịch. kịp, đúng không? Vâng. Năm anh có bạn gái chưa nhỉ? À, con chưa. Thế á? Thế nếu như mà giả sử nha, về sau năm anh có bạn gái nhá, xong rồi năm anh rủ bạn gái đi xem phim chẳng hạn đúng không? Thì con sẽ phải mua cái gì nhỉ? Mua cái gì để được vào Đây rạp là xem phim? ticket là vé xem phim, Ừ. Vé xem phim đúng không? Thì nó có thể gọi là cinema ticket như cô đang show ở trên bảng đúng không? vâng ạ. Ngoài ra nó còn từ gì nữa cũng là vé xem phim nhỉ? Con không biết ạ. Bắt đầu một chữ M nhỉ? Chữ gì nhỉ? Từ gì? Cinema ticket hoặc là movie ticket đúng không? Vâng ạ, movie Ừ. Thì nó là âm y dài hay y ngắn anh? cái này là y ngắn đúng không ạ? Ừ, chính xác. Thế là mình phân biệt được đúng không? Please thì là y dài. Trong khi đấy, vé xem phim thì lại là cinema ticket là y ngắn. Ngắn. Chính xác. Đúng rồi. Thế thì cụ thể hơn, mình sẽ phát âm âm y dài và âm y ngắn như thế nào? Mình có nhìn vào hình ảnh cô đang show nhá. Vâng ạ. Đây là một hình vẽ mà người ta minh họa về cách mà mình sẽ phiên âm, mình sẽ phát âm thế nào để cho đúng cái âm y dài đúng không? Vâng ạ. Ừ. Thì đây, đầu tiên là người ta nói là along sound là một âm. Long là gì nhỉ? Âm dài, Ừ. âm dài, âm Một âm dài đúng không? Và vâng ạ. để phát âm được đúng cái chữ âm y dài này thì mình cần phải mở rộng miệng như là kiểu đang cười, được chưa? Like a smile, đúng không? Nào, mày Nam Anh thử mở rộng miệng như cười có xem nào. Y Đúng rồi, kéo dài nữa đã. Kéo dài. y Đúng rồi. Y, đúng không? Và người ta có một ví dụ ở đây là từ peace. 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 Ừ, chính xác. Thế ví dụ như bây giờ Nam Anh muốn nói là một miếng bánh thì con sẽ nói như thế nào nhỉ? A piece of Đúng rồi, a piece of cake, đúng không? Rồi, nào, thử phát âm lại cho cô âm y dài xem nào. E. Y. E. Đúng rồi, Nam Anh phát âm rất tốt. Tuy nhiên thì không phải là khác với tiếng Việt một chỗ nữa, đó là không phải lúc nào âm y thì cũng được biểu thị bởi chữ cái y ngắn. Con lưu ý nhé. À, ví dụ đây cô đã liệt kê một số ví dụ là ngoài cái chữ y ngắn ra thì còn có rất nhiều chữ cái khác, hoặc là cặp nguyên âm đôi nhá, đúng không? Là hai nguyên âm đứng cạnh nhau, thấy chưa? Nó có thể biểu thị cho âm y dài. Ví dụ ở đây mình có thể nhìn thấy là hai chữ e cạnh nhau đúng không? Double e Vâng ạ. đúng không? Hoặc là ea tiếp đến là gì nhỉ? Cái hoa thị thứ hai là gì con nhỉ? Y và E cạnh nhau. Ừ, y cạnh nhau là nguyên âm đôi ai y đúng không? Vâng. Thứ ba. Thứ ba là chỉ có chữ Y đấy thôi, chỉ Ừ. có E. Có e đúng không? Vâng. Là nguyên âm đơn e đúng không? Tiếp tục. Tiếp tục là E và Y dài. E và y dài trong từ khi đúng không? Khi Con có biết khi là gì không? khi là chìa khóa khóa Đúng rồi. Có chìa khóa xe, chìa khóa nhà đúng không? Thì đều là key. Rồi, thế con dòng cuối cùng. dòng cuối cùng là y ngắn. Y ngắn. Chắc chắn Ô, rồi đúng không? y ngắn nhưng Ôi. lại đọc là y dài đúng không? Ừ, y ngắn nhưng lại là y dài. Nhưng cũng có trường hợp mà y ngắn vẫn là y ngắn bình thường, đúng không? Vâng ạ. Ừ, cái đấy thì lát nữa thì cô sẽ phân tích sau nhá. Vâng ạ. Ok, nào. Nhìn vào dòng đầu tiên cho cô nào. Nam Anh thử thử đọc cho cô dòng đầu tiên nào. C Ừ, C. C Ừ, tiếp tục. agree Agree. Thì đã nhỉ? agree Tiếp tục nào. it Gì nữa? sit Ừ. tin. Rồi. Đấy là con có cảm thấy là mình đọc âm y dài nhưng mà nó vẫn như y ngắn không? Nó không có sự khác biệt không? Phát âm thì nó cũng hơi hơi
nó bị na ná nhau ấy ạ. Thế à? Vâng. Rồi, thế thì thế bây giờ cô sẽ thử, mình đang ghi âm lại đúng không? Thì Vâng ạ. cô sẽ cho Nam Anh thấy là trước và sau khi mà mình học được cái cách phát âm chính xác chuẩn cái âm y dài này thì mình sẽ phát âm được hay hơn như thế nào nhá. Vâng Nào, ạ. ví dụ như từ C thì mình phải kéo dài ra hơn đúng không? Kiểu hơi Vâng. hơi ngân ngân một chút là C. C. Đúng rồi, chính xác. Từ thứ hai là gì nhỉ? Con đọc lại nào. Agree. Thì chữ A này nó không đọc là A nhá, mà đâu là âm ơ đúng không? Vâng Để ạ. trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai nhá. Vâng ạ. Nào, lại nào. Agree. Agree. Đúng rồi. Agree là gì nhỉ? Agree này là như chấp nhận, đồng ý đúng không ạ? Ừ, đúng rồi, chính xác, đồng ý. Tiếp tục nào. Eat. 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 Đúng rồi. Tại sao cô lại phải nhắc Nam Anh đọc kéo dài cái âm y dài này ra? Vì nếu như mà con đọc là âm y ngắn thì nó sẽ sang một từ khác luôn, đúng không? Là it, là Vâng ạ. nó đúng không? Vâng ạ. Ừ, thế là mình phải phân biệt nha để tránh nhầm lẫn đúng không? Eat. Eat. Từ thứ tư nào. Seat. Eat. Seat. Đúng rồi, chính xác. Seat. Thế nếu như mình đọc âm y ngắn thì nó sẽ là từ gì nhỉ? Nó là ngồi xuống, Ừ, đúng không chính xác, ngồi xuống. Và hai từ này là có một sự tương quan với nhau là gì? Seat. ạ? Seat là chỗ ngồi đúng không Seat nào là chỗ ngồi? Seat y dài hay là seat y ngắn nhỉ? Seat y dài là chỗ ngồi. Đúng rồi, chính xác. Seat. Seat y dài là chỗ ngồi đúng không? Trong khi Vâng. đấy thì seat y ngắn lại là động từ ngồi xuống đúng không? Vâng ạ. Còn từ cuối cùng nhỉ? Team. 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 Ừ. Từ này nghĩa là gì hả con? Này là đội, đồng đội. Đúng rồi, đội. Đội đúng không? Equal. Equal. Ừ, và Peter. Peter. Đúng rồi, chính xác. Còn thứ tư nào. Thứ tư là key. Ừ. Thế À, còn dòng dòng cuối cùng. ski. 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 Ừ, ski là gì nhỉ? Ski. Có phải bầu trời không ạ? Đấy là sky ấy, đúng không? Con có biết Phan Sơn À, Tùng đúng không? Phan rồi Sơn đúng rồi Tùng đúng rồi sky đúng không? đúng rồi đúng rồi ạ. Ừ, đó là y dài. Chữ Thế y dài còn nhưng mà chữ y dài nhưng mà lại không phát âm là y dài đúng không? Lại phát vâng âm ạ là ai đúng không? vâng ạ. Ừ. Nhưng mà ở đây chữ y ngắn lại phát âm là y dài. Thế còn cái chữ ski này nghĩa là gì ạ? Con đoán xem, ví dụ như là cô nói là kiểu đi biển xong rồi con skiing chẳng hạn. Ski. Con đoán Tắm xem. biển à? Tắm biển à? Tắm thì người coi có từ swim mà đúng không? Hoặc là kiểu ví dụ như con được đến nước châu Âu nào đấy có nhiều tuyết chẳng hạn, xong rồi con được ski thì sao? Tức là trượt tuyết đúng không? Nghe trượt Ừ, tuyết. đúng rồi, chính xác. Tiếp tục nào. Kilo. Ừ, tiếp tục. Liter. Con có biết kilo với liter này nó là gì trong tiếng Việt không? Nhìn trông Cái nó này quen quen. là kilogram với cả lít đúng không ạ? Đúng rồi, chính Đơn xác. vị đo đúng không? Đúng rồi. Đơn vị đo gì nhỉ? Kilo là đơn Khối vị lượng. đo khối lượng, còn Đúng không? lít là đo thì vâng. Đúng rồi, chính xác. Nào, tiếp tục. Từ tiếp theo. Pizza. Pizza. Pizza là cái cách mình đọc theo kiểu người Việt đọc tiếng Anh đúng không? Kiểu cho tôi hỏi mình visa đúng không? Vâng. Ừ, nhưng mà người bản xứ họ sẽ không đọc là pizza đâu Nam Anh ạ. Thế người ta Mà đọc cái kiểu gì ạ? người ta sẽ đọc là pizza. Cô đọc lại được không ạ? Pizza. Pizza. Ừ, đọc lại cho cô nào. Pizza. Pizza. Nhớ là âm y dài nha. Pizza. Rồi,
Tiếp tục nào, từ này cô đã lấy ví dụ ở trên rồi, em đọc lại. Từ này con đọc được. Police. Chính xác. Tiếp tục. Machine. 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 Ở đây mình phân biệt nhá. Ở đây thì Nam Anh đã đọc đúng rồi. Tuy nhiên thì một số bạn thì có nhầm lẫn vì mình nhìn thấy chữ CH đúng không? Thì tiếng Việt mình đó là âm chờ, chờ nhẹ đúng không? Vâng. Ừ. Thì nhiều bạn mắc sai lầm là khi nhìn thấy cái từ này các bạn sẽ đọc là machine. Nhưng mà ở đây Nam Anh đã rất xuất sắc đúng không? Là đọc đúng từ machine, nó là âm chờ. Đúng không nhỉ? Rồi, từ cuối cùng nào? Magazine. Magazine, đúng không? Magazine. Thì mình thấy được là sự khác biệt giữa âm y ngắn và y dài chưa? Con thấy rồi ạ. Con đã thấy là kiểu âm y dài nó đọc ngân hơn, nó dài hơn hẳn đúng không? Kiểu nó phải dừng lại hẳn một giây để đọc chữ y ấy. Nó kiểu hai chữ y cạnh nhau xong rồi mình mới đọc tiếp. Ừ đúng rồi, như kiểu hai chữ y cạnh nhau xong rồi mình liền đúng không? Đúng rồi ạ. Ừ. Đó là về những cái ví dụ về âm. Rồi. Còn ví dụ trong một câu chẳng hạn. Đây, cô đưa ra một số ví dụ trong câu như thế này. Thì mình sẽ thấy rất nhiều từ mà có những cái nguyên âm đôi đúng không? Vâng. Ừ. Nào, Nam Anh nhìn qua những cái ví dụ này. Nhìn qua đi, xong rồi cô sẽ hỏi xem là Nam Anh sẽ đọc như thế nào nhé. Vâng ạ. Con đọc được chưa? Ok, Nam Anh đọc đi nào. Câu đầu tiên. Can you see the sea? Ừ. Câu thứ hai. A piece of pizza. A piece of pizza, please. Ừ. Câu thứ ba. Peter is in the team. Ở đây họ có viết hẳn ra từ is không? Phải s đúng không nhỉ? Vâng đúng. Ừ. Thì mình phải đọc là Peter's. Đúng rồi. Peter's in the team. Ừ. Tiếp tục câu 4. A kilo of peaches and a liter of cream. Ừ. Câu cuối cùng. Please, can you teach me to speak English? Ừ. Yeah. Thế thì cô cảm thấy là Nam Anh vẫn đọc thế là tốt rồi. Nam Anh phát âm thế là rất là tốt rồi. Tuy nhiên, mình cần phải chú ý hơn vì nó đang là mình đang học về âm y dài đúng không? Vâng. Thì những cái âm y dài mình phải cố gắng phát âm cho chuẩn nhá. Vâng. Nào, bây giờ cô sẽ sửa cho Nam Anh từng câu một. Ví dụ như câu đầu tiên thì mình ví dụ khi mà con đi ra biển chẳng hạn đúng không? Con kiểu hào hứng thì cái tông giọng của mình nó phải khác đúng không? Chứ vừa nãy Nam Anh phát âm kiểu là con đang buồn ngủ ấy, đúng không? Tại vì con cứ tập trung vào cái việc phát âm xem chữ nào đúng ấy ạ? Ừ, thế thì mình cũng ngoài cái việc là chú ý phát âm chân nào cho đúng, cho chuẩn cái âm đó thì mình còn phải chú ý vào cái tông giọng đúng không? Ví dụ đây là một câu hỏi thể hiện thái độ ngạc nhiên chẳng hạn, kiểu bạn có nhìn thấy biển không đúng không? Ừ. Ừ, thì mình sẽ phải hỏi cái tông giọng thế nào nhỉ? Can you see the sea? Ừ. Nhưng mà chú ý là cái tông giọng thì lại quên mất phát âm chuẩn âm y dài. Đúng không? Nào kết hợp cả hai lại nào. Can you see the sea? Can you see the sea? Đúng rồi, chính xác. Còn câu thứ hai. Ví dụ câu này nghĩa là gì nhỉ Nam Anh? Cho mình xin một miếng pizza. Đúng không? Thì ví dụ nhà mình đang kiểu đói lắm rồi đúng không? Xong rồi mãi người ta không mang đồ ăn lên cho mình. Thì mình sẽ kiểu hơi kéo dài giọng lên một chút. A piece of pizza, please. Đúng không? Vâng. Nam Anh có hay xem phim nước ngoài không? Xem phim của Mỹ chẳng hạn. Con hay xem trên Netflix các kiểu. Yeah. Thế thì những cái câu như này họ thường kiểu biểu đạt cảm xúc đúng không? Ví dụ như kiểu mình đói lắm rồi mà mãi phục vụ không mang đồ ăn lên thì kiểu người ta sẽ hơi hơi gằn giọng một chút đúng không?
Ví dụ là a piece of pizza, please, đúng không? Vâng. Nào, lại câu thứ hai cho cô nào. A piece of pizza, please. Ừ, đúng rồi. Thế còn câu thứ ba? Câu thứ ba này chỉ là một câu đơn thuần thôi đúng không? Vâng. Nó không câu này là cảm xúc gì cả đúng không? Vâng. Ừ. Thế mình đọc thế nào nhỉ? Peter's in the team. Đúng rồi. Peter's in the team. Peter's in the team. Đúng rồi, chính xác. Câu thứ tư nào. Câu này như kiểu là một câu order hàng đúng không ạ? Kiểu cho sự một cân đào. Đúng rồi. Một lít kem. Một lít kem đúng không? Vâng. Ừ. Nào, thì năm anh đọc lại cho cô nào. A kilo of peaches and a liter of cream. Ừ. Lưu ý vào cái từ mà in đậm màu đen đúng không? Là peaches. Peaches. Ừ. Là cream. Cream. Ừ. Là a kilo of peaches and a liter of cream. Cream. A kilo of peaches and a liter of cream. Đúng rồi. Là một cân đào và một lít kem đúng không? Lần cuối cùng. Câu này là một câu nhờ cô dạy tiếng Anh cho con. Ừ, giả sử đúng không? Đọc trường hợp là ví dụ như về sau năm anh học giỏi đi, xong rồi các bạn kiểu ngưỡng mộ các thứ đúng không? Xong rồi ngưỡng mộ, xong rồi hâm mộ năm anh, một năm anh dạy tiếng Anh cho đúng không? Thì các bạn sẽ nói là please can you teach me to speak English đúng không? Năm anh ơi, kiểu cậu có thể dạy cho tớ tiếng Anh được không? Đúng không? Nước đấy thích lắm nhỉ? Ước gì còn được như thế ạ. Ừ, thế thì bây giờ mình học phát âm cho chuẩn vào, xong rồi về sau kiểu gì các bạn chả nhớ đúng không? Vâng ạ. Ừ, nào. Lại câu cuối please, cho cô nào. Please, can you teach me to speak English? Ừ, please, can you teach me to speak English? Được chưa? Please, can you teach me to speak English? Rồi, chính xác. Rồi. Thế là năm anh đã phát âm được tương đối tốt rồi đúng không? Mình đã sửa được những cái lỗi sai cái bé xíu xíu rồi đúng không? Vâng ạ. Ừ. Nào. Và về âm y dài, thế còn âm y ngắn thì sao? Y ngắn này có phải là y ngắn giống như là tiếng Việt đúng không ạ? Kiểu như mình chỉ cần đọc là y bình thường thì nó sẽ thành y này đúng không ạ? Trên thực tế là nó còn ngắn hơn cả âm y trong tiếng Việt, chữ y bình thường trong tiếng Việt. Ví dụ như bình thường con nói là y đúng không? Trong tiếng Việt y đúng không? Thì cái âm này nó chỉ là nửa âm y dài, âm y của mình thôi. Nó là y. Tức là nó chưa kịp mà bật hơi hoàn toàn ra khỏi miệng của mình. Tức là đang đọc chữ y nhưng mà mình phải cắt bớt đoạn cuối đúng không? Ừ, cắt bớt đoạn cuối đấy. Nó cứ giật giật đùng đùng kiểu đấy đúng không? Nó cũng không đến mức độ là giật giật đùng đùng. Nó chỉ là ngắn hơn so với chữ y bình thường thôi. Vâng ạ. Nào. Ở đây người ta miêu tả là this is a short sound. Nó là một âm ngắn. Ừ, đúng rồi, một âm ngắn. Tiếp tục. Ở đây họ cũng nói luôn là make your mouth a bit less wide. Là gì nhỉ? Tức là làm cho cái miệng của mình nó không rộng bằng. Không rộng bằng thì là gì? Là miệng thì mình sẽ kiểu hẹp hẹp hơn một chút so với âm y dài đúng không? À vâng ạ. Không rộng bằng thì là hẹp hơn là đúng không? Vâng ạ. Ừ, thì ví dụ như vừa nãy cô có dạy Nam Anh là khi phát âm y dài thì mình sẽ mở miệng như thế nào nhỉ? Vừa nãy y dài thì là phải há miệng như là đang cười, há to. Không phải há to mà là kiểu mở rộng về phía ngang, chiều ngang thôi đúng không? Vâng ạ. Chứ còn nếu mà há to thì lại là âm hát đúng không nhỉ Nam Anh? Vâng ạ. Ừ. Nào thì ví dụ chữ y ngắn này thì nó sẽ phát âm như thế nào mà miệng nó không rộng bằng âm y dài? Y. Đúng rồi. Đừng thêm dấu nhá. Thêm dấu là thành từ khác của tiếng Việt nhá. Vâng ạ. Mình lưu ý nhá. Đúng không? Vâng ạ. Rồi. Và người ta có một cái từ điển hình mà mình có thể sử dụng để phân biệt y ngắn và y dài đúng không? Ở đây y ngắn người ta có từ dinner.
Dinner. Dinner là gì nhỉ? Cái này là bữa tối á. Ừ, đúng rồi, bữa tối đúng không? Rồi, ok, từ này khá là dễ. Nào, vậy thì đây, vừa nãy Nam Anh có hỏi cô là âm y ngắn nhưng lại đọc là y dài đúng không? Vâng, đúng ạ. Ừ, thì đây lại có những chữ y ngắn mà vẫn đọc là y ngắn. Ngoài tiếng Anh lạ nhỉ? Có cách nào để phân biệt không hay là chỉ có cách học thôi hả cô? Nói mất để phân biệt thì con chỉ có cách duy nhất là học thôi, vì nó không tuân theo một quy tắc nào cả, đúng không? Vâng ạ. Thì dần dần mình trong quá trình mình sử dụng rồi mình học rồi mình nói cho quen quen để phát âm đúng không? Thì dần dần mình sẽ phân biệt được khi nào thì mình phát âm là y ngắn, khi nào thì mình phát âm là y dài, được chưa? Vâng ạ. Đây con có nhìn thấy là cái ví dụ cuối cùng đúng không? Mặc dù cái chữ đấy là chữ y dài nhưng mà mình lại đọc là y ngắn. Lại đọc là y ngắn. Ừ, lại phát âm là y ngắn đúng không? Vâng. Nó rất là kỳ, nó không tuân theo bất cứ một quy tắc nào cả. Vâng ạ. Đó, cái khó như thế thì mình phải học đúng không? Vâng. Nha. Ví dụ như từ đầu tiên. If. Đúng rồi, if là gì nhỉ? If là nếu mà. Nếu đúng không? Vâng. Từ thứ hai. Listen đúng không? Listen. Mặc dù nó có chữ T ở đấy nhưng mà âm T là chữ T là âm câm đúng không? Mình sẽ không đọc là listen đúng không? Vâng. Mà mình chỉ phát âm là listen. Listen. Ừ. Đúng rồi. Và lưu ý là âm y ngắn nhá. Vâng ạ. Ừ, tiếp tục. Miss. Ừ. Có một cái lưu ý ở đây là gì? Khi mà cái chữ y ngắn mà đứng cạnh chữ s thì nó sẽ có kiểu hơi kéo dài ra, nhưng về bản chất khi mà mình viết phiên âm ra thì nó vẫn sẽ là âm y ngắn nhá. Y ngắn. Ừ. Đấy, cái đấy là lưu ý cho cô. Nào, đọc lại từ miss. Miss. Ừ. Miss là gì nhỉ? Miss này là cô. Là cô kiểu chưa lấy chồng. Cô chưa lấy chồng đúng rồi. Còn cái gì, có nghĩa gì nữa nhỉ? Cái này là còn thiếu. Còn thiếu. Hoặc là ví dụ như kiểu ai đấy nói là kiểu lâu lắm không gặp rồi, I miss you. Thì nói nghĩa gì? Kiểu nhớ nhung. Tình yêu, tình nhung. Chắc thì đã tình yêu đúng không? Bạn bè có thể nhớ nhau được mà đúng không? Vâng. Ừ. Thế còn ví dụ như cô nói là sáng nay cô đi muộn quá, cô dậy muộn cho nên là cô miss the bus thì sao? Tức là cô bị chậm mất chuyến xe buýt đúng không? Bị lỡ đúng mất. Rồi, chính xác, lỡ mất đúng không? Vâng. Rồi. À, năm anh tư duy rất tốt rồi, đúng không? Vâng. Ừ, tiếp tục nào. Từ này thì vừa nãy là ví dụ rồi. Vâng, từ này là dinner. Dinner là bữa tối. Tiếp tục. Dinner. Vâng. Swim. Swim thì là bơi đúng không? Vâng. Nam Anh có thích bơi không? Còn không ạ. Thế á? Bơi để mình tăng thêm chiều cao đúng không? Con hơi sợ nước. Thế á? Con hơi sợ nước, nhìn thấy nước. Vâng. Thế á? Tiếc nhỉ? Vâng. Cô ấy thích bơi nhưng mà lại không biết bơi. Nào, thế còn đối với dòng thứ hai là nó biểu thị bằng những cái chữ cái khác đúng không? Ví dụ ở đây là chữ. Chữ U và chữ Y dài. Đúng không? Rồi, nào. Từ đọc cho cô dòng thứ hai nào. Busy. 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 Từ thứ hai nào. Business. Tiếp tục. Building. Có phải building không? Nó đọc là building, hai chữ y cạnh nhau. Có phải hai là chữ y cạnh nhau. Về mặt chữ cái thì là chữ u cạnh chữ y đúng không? Về mặt chữ cái, chữ u cạnh chữ y. Tuy nhiên, nếu mà mình nhìn vào phiên âm thì con có thấy là sau chữ y đấy có còn chữ l không? Có. Kết hợp giữa âm y ngắn và âm l thì nó sẽ là gì? Building. Building đúng không? Building. Thế còn từ cuối cùng? System.
Chưa? Thế thì đối với vòng thứ hai này, cô có muốn sửa cho Nam Anh một chút này. Đầu tiên là từ busy thì con đọc đúng rồi, đúng không? Đúng. Busy là gì ạ? Busy này là bận. Bận rộn đúng không? Bận rộn. Ừ. Xong, từ từ busy này nó thay chữ y dài bằng chữ y ngắn và thêm đuôi ness vào. Nhưng người ta con thấy sự tương đồng chưa? Vâng. Ừ, tuy nhiên họ sẽ không đọc là business, đúng không? Business đấy là cách người Việt Nam mình đọc thôi. Và nó là cái cách đọc mà chưa đúng, chưa chính xác. Được chưa? À, trong trong tiếng Anh thì họ sẽ không nói hẳn ra là âm busy. Được chưa? Nó sẽ là business. Coi như là chỉ có hai âm tiết thôi là business. 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 Cái âm là âm tiết thứ nhất, đúng không? Và vâng. Là chữ U ở đây là y ngắn nhá. Vâng ạ. Nào, năm mình đọc lại cho cô nào. Business. Đúng không? Business. Business. Từ thứ ba là building. Building. Đúng rồi, building. Building. Con đọc là liền âm Y và âm L như kiểu con biết từ yêu bị ốm không? Có. Ừ. Thì mình đọc như cái âm đấy, building. Vâng ạ. Building. Ừ, building. Và từ cuối cùng. Building. System. Ừ, system. Được chưa? System. Vâng ạ. Đó là một số ví dụ về âm Y ngắn. Được chưa nhỉ? Vâng ạ. Còn dưới đây là một số những cái phrase. Con có biết phrase là gì không? Phrase là câu à? Có phải không nhỉ? Cái gì là câu nhỉ? Sentence là câu. Sentence là câu. Thế phrase là gì? Con nhìn thấy ở phrase. Dưới này, một câu là phải có cả chủ ngữ và vị ngữ đúng không? Thì mới gọi là một câu. Thế còn phrase? Phrase là một cụm thôi đúng không ạ? Một cụm đúng các rồi, cái từ nối vào với nhau thì... Một cụm gồm có nhiều từ đúng không? Vâng. Ừ. Thế thì bây giờ Nam Anh nhìn lướt qua cho cô năm cái ví dụ này. Và sau đó vâng thì ạ. Cô sẽ gọi Nam Anh đọc nhá. Vâng ạ. Ok, nhìn lướt qua một lần đi. Nam Anh đọc được chưa? Được rồi. Ok. Thế thì bây giờ Nam Anh đọc và cô sẽ ghi âm lại nhé. Vâng ạ, vâng ạ. Ừ, mình sẽ so sánh được lần đầu tiên và sau khi sửa thì nó khác nhau như thế nào nhé. Vâng ạ, vâng ạ. Ok. Nào. Này, ba. 56. Tiếp tục nào. Dinner in the kitchen. Cinema ticket. A picture of a building. A picture of a building. Big business. Ok. Rồi, đây là lần đầu tiên của Nam Anh đúng không? Cô có một vài cái sửa lại cho Nam Anh một chút này. Ví dụ như với từ đầu tiên là 56 đúng không? Vâng ạ. Ừ. 56 là số bao nhiêu nhỉ Nam Anh? Đây là số 56 ạ. Đã. Thì mình phải ở đây có hai chữ y và có ba chữ y đúng không? Hai chữ vâng y và một chữ y dài. Đúng không? Thì tất cả vâng ba cái chữ y này đều đọc là âm y ngắn hết. Đúng không? Thế thì Nam Anh phải đọc như thế nào nhỉ? 56 56. Đúng không? Chính xác. Thế là Nam Anh phát âm cái âm cuối rất là tốt đấy đúng không? Thông thường các bạn sẽ chỉ đọc là 56 thôi đúng không? Nhưng mà con đã đọc được âm S ở cuối rất chuẩn luôn đúng không? 56. Yeah. Nào, ở ví dụ thứ hai mình có gì nhỉ? Một bữa tối ở trong bếp. Ừ, một bữa tối ở trong bếp. Thì ở đây có chữ y ở dinner đúng không? Chữ y dinner, ở in giới từ in. Đúng không? Giới từ in đúng không? Vâng. Và chữ y ở kitchen.
chỉnh đúng không? Thì mình sẽ phải lưu ý vào ba cái chữ y này đều đọc là âm y ngắn đúng không nhỉ? Ngắn hết. Vâng ạ. Thì nó sẽ đọc là dinner in the kitchen. Dinner in the kitchen. Xác. Rồi. Ở ví dụ thứ ba thì vừa nãy cô đã hướng dẫn Nam Anh đọc rồi đúng không nhỉ? Vâng ạ. Từ này là từ ví dụ. A cinema ticket. Rồi, chính xác. A cinema ticket. Được chưa? A cinema ticket. Thế còn ví dụ thứ tư? Thứ tư là a picture of a building, là một cái bức hình của ngôi nhà đúng không? Của tòa nhà. Một bức ảnh hoặc là một bức tranh gì đấy của một tòa nhà đúng không? Vâng. Về một tòa nhà đúng không? A picture of a building. Đúng rồi. Và ví dụ cuối cùng? Cuối cùng là big business. Chính xác. Big business. Được chưa? Vâng. Nào, bây giờ cô sẽ để cho Nam Anh đọc lại một lần nữa sau khi đã được sửa lại nhá. Mình cố gắng phát âm thật chuẩn. Vâng. Ok. Nào. Con đọc lại cho cô nào. 56. Dinner in the kitchen. Dinner in the kitchen. Cinema. A picture of a building. A picture of a building. Big business. Em anh có nghe thấy không? Có. Còn đây là lần đọc thứ hai của con nhé. Con có nghe được không? À, con chưa. Lại nhé. À, được rồi. Con đọc lại cho cô à. 56. Dinner in the kitchen. A cinema ticket. A picture of a building. Big business. Được chưa nhỉ? Vâng ạ. Con có thấy được sự khác biệt không? Có. Còn con đọc cái chữ y nó sẽ kiểu nó sẽ gấp hơn một chút, đọc nó sẽ không bật nhiều như là chữ, không kéo dài ra như là y ngắn nữa. Đúng rồi. Và có một cái mà Nam Anh đã sửa được đó là cái từ building đúng không? Vâng ạ. Từ building lưu ý nhá, đó là building chứ không phải là building nhá. Vâng ạ, building. Thì để tóm gọn lại bài học của hôm nay thì mình đã học về cái gì Nam Anh? Nam Anh nhắc lại cho cô nào. Hôm nay mình đã học về cách phân biệt hai âm là âm y dài và âm y ngắn. Trong đó thì cái âm y dài thì mình phải dùng miệng mình nó rộng ra như kiểu đang cười. Còn y ngắn thì mình mở ít hơn và mình sẽ đọc nó ngắn lại, đọc nó gấp hơn một chút. Kiểu y nhưng mà không có dấu của tiếng Việt, không có thành tiếng Pháp. Đúng rồi, không thêm dấu đúng không? Vâng ạ. Thế cho cô một vài ví dụ về âm y dài nào. Vừa nãy mình đã được học có những cái gì ở y dài. Y dài ví dụ như là từ ski, trượt tuyết này con mới được học này. Gì nữa nhỉ? Cảnh sát là gì? Police. Đúng rồi. Cái từ này nó sẽ phải khác với là từ làm ơn là please. Mà đúng đọc rồi. Hai âm tiết là police. Đúng rồi, chính xác. Làm anh rất nhớ bài đúng không? Tiếp tục nào. Từ see, nhìn thấy. Và từ see cũng là biển.
Đúng rồi, chỉ có mỗi cách viết khác nhau thôi đúng không? Đúng rồi ạ. Ừ. Thế còn âm y ngắn thì có những ví dụ gì nhỉ? Y ngắn thì có những cái từ như là building, từ này con từ nhiều nhất, từ này sẽ sửa bao đâu. Đúng rồi. 56. Wow, 56. Dinner này, dinner, evening, vân vân. Rất nhiều đúng không? Vâng ạ. Thế thì hôm nay thì Nam Anh sẽ luyện đọc lại cho cô để phân biệt kỹ hơn về âm y dài và âm y ngắn nhé. Và để vâng mình nhầm lẫn cho sau này đúng không? Thì đây là những cái ví dụ kiểu cô đưa ra để cho Nam Anh dễ hình dung thôi. Còn những trường hợp khác thì mình cũng phải lưu ý thêm đúng không? Vâng ạ. Thì Nam Anh có gì luyện tập thêm nhé. Vâng ạ. Và có gì thì cô sẽ tiếp tục sửa cho Nam Anh để có thể phát âm ngày càng tốt hơn, được chưa? Vâng ạ. Thế thì buổi học hôm nay con có thắc mắc gì không nhỉ? Dạ không ạ, con thấy phân biệt được cảm giác kiểu một kiến thức nó rất là mới. Con nghĩ là con sẽ tự tin hơn trong cái bài thi tiếng Anh, cái bài phát âm. Tầm này chắc là Nam Anh chuẩn bị thi thi giữa kỳ hay thi cuối kỳ đấy con ạ? Thi học kỳ 2 của thì cố gắng nhá, để mình nếu mà kiểu may mà nó vào đúng cái phần phân biệt âm y ngắn âm y dài thì mình ăn điểm chắc nhá. Vâng, đây là bài tủ rồi, chắc là bài tủ. Vâng ạ, nhớ nhá. Vâng ạ. Ok, thế thì nếu như con không có thắc mắc thì bài học của mình hôm nay thôi nhá. Vâng ạ, con chào cô ạ.